Thưa quý vị, Bình Định bắt học sinh nộp đuôi chuột. Tin từ Bình Định, học sinh trung học ở tỉnh Bình Định, bất kể ở khu vực thành phố hay nông thôn, bị nhà cầm quyền buộc phải nộp từ 2 cho đến 3 đuôi chuột trong chiến dịch bảo vệ mùa màng. Đây là lệnh đến trực tiếp từ Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, truyền xuống các trường trung học bắt thi hành, nhưng thực chất cũng là lệnh của nhà cầm quyền tỉnh Bình Định. Lệnh cho học sinh, nhưng theo những gì thấy kể lại trên mặt báo, gián tiếp là cha mẹ học sinh phải làm nếu con họ không làm được. Báo điện tử của nhà cầm quyền tỉnh Bình Định cho biết, học sinh trung học cơ sở phải nộp 2 đuôi chuột, trong khi học sinh trung học phổ thông phải nộp đến 3 đuôi chuột. Thời hạn phải nộp từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Không thấy bản tin cho biết nếu không có đuôi chuột để nộp thì có bị trừng phạt gì hay không. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền tỉnh Bình Định buộc người dân tham gia diệt chuột để cứu mùa màng. Hồi vụ hè thu vừa qua, báo Bình Định ngày 24 tháng 4 năm 2013 khoe rằng tại huyện Hoài Ân, chiến dịch toàn dân tham gia diệt chuột bảo vệ lúa vụ thu hè đã diệt được 271.000 con chuột trên tổng số 600.000 con chuột bị giết chết trên cả tỉnh.